Đây chúng ta đây là chức năng rút ngắn thời gian. Chúng ta ấn vào nút này thì nó còn 1 giờ 57 phút. Đấy. Chức năng mà rửa gọi là yên lặng, yên tĩnh, silent đây là 3 giờ 9 phút. Đây, nếu chúng ta chọn cái chức năng mà chương trình yêu thích, nó còn 1 giờ 57 phút. Đấy, các bạn này. Rửa tiệt trùng. Chức năng tiệt trùng thì còn 2 giờ 28 phút. Chức năng tăng cường sấy khô còn 2 giờ 28 phút. Đấy. Này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn vận hành một chiếc máy của bác thương hiệu Otosan, model là SMS 80EU 15E. Thì đầu tiên là cách bác đặt tiền gốc và để thoát cho máy của bác. Đây các bạn xem, đây là đầu gốc của máy, còn đây là đầu thoát. Thì trước hết là đầu gốc, các bạn chú ý chúng ta sẽ nên dùng một cái khóa nước có một đầu tiếp nối là đầu 27. Là chúng ta kết nối cái này là đường cấp của máy của bạn. Ok, các bạn xem đây. Trong quá trình mà lắp đặt các bạn chú ý không thể dây đi gặp để cho nước lưu thông tốt nhất. Còn đây là cái đường thoát của máy thì các bạn lưu ý cũng không được phép để gặp đường thoát. Và đặc biệt lưu ý trong model máy của bạn này là chúng ta cái độ cao sau khi chúng ta kết nối bằng cuốn chữ nhịp thì độ cao tính từ sàn lên đến cái một cái điểm thoát của cái đường thoát này phải đạt được tối thiểu là từ 50 phân trở lên. Sau khi chúng ta đã kết nối đường nước cấp và đường nước thoát xong xuôi cho máy thì việc tiếp theo là chúng ta đấu điện cho máy để máy hoạt động. Thì các bạn lưu ý đây là dòng máy theo chuẩn châu Âu cho nên chúng ta cần phải thực hiện việc tiếp điện cho máy. Thì có hai cách, nhà sản xuất đã làm sẵn một cái hỗ trợ ở cái giác cắm này, cái vít cắm này, để trong trường hợp mà cái ổ cắm của nhà khách mà có cái đường tiếp điện cho sẵn thì bản thân tôi hay dùng một cái đoạn kim loại khoảng 4 phân kim loại, tôi thường hay dùng cái móc dùng quần áo của các một đoạn 4 phân thế này. Đây các bạn nhìn đây, tôi cắm vào đây và tôi cắm vào ổ cắm nhà khách là chúng ta đã thực hiện xong việc tiếp điện cho máy và sử dụng sản phẩm rất là an toàn đó. Trong trường hợp mà cái ổ cắm nhà khách không có sẵn được tiếp điện thì chúng ta sẽ làm xử lý theo cách như sau. Các bạn lấy một đoạn dây điện, các bạn cuốn dài ra đây, ok, các bạn cuốn xong các bạn rơi 1,5 hết các bạn nhé, cuốn ra các bạn gập đuôi lại, các bạn nhét vào cái lỗ này, nhét sâu đấy, các bạn gập lại thế này đấy, đây nó có cái khe rất vừa chỉnh đúng cái dây xuống 1,5 xuống đây này các bạn này đấy. Và các bạn cắm vào ổ cắm điện bình thường, hai lỗ bình thường, và cái đầu này các bạn sẽ khoan một cái lỗ ở chỗ nào dưới sàn nhà khách ẩm nhất đấy. Và chúng ta đối với đầu còn lại ra cái tiếp điện ra các bạn ạ. Thì máy cũng đã thực hiện xong cái việc tiếp điện, các bạn đã thực hiện xong cái việc tiếp điện cho máy. Đang cùng khám phá nội thất của máy các bạn nhé. Máy cũng có 3 lần rửa các bạn này. Phần thứ nhất là chứa để dùng để rửa nồi chảo và các vật dụng bát đĩa to các bạn nhé. Lần rửa thứ hai để rửa đĩa nhỏ và cốc, ly và các loại bát nhỏ. Lần rửa thứ ba chúng ta xếp đĩa, xếp đũa, thìa đĩa vào làm trên cùng các bạn nhé. Để đi về phóng tay phun thì tay của các bạn chúng ta cùng xem. Ở tầng dưới cùng nhà sản xuất bố trí hệ thống phun tiếp gồm có tay phun chỉnh và hai cái tay phun hình sao màu xanh đây các bạn. Tầng thứ hai có một tay phun. Tầng thứ ba thì người ta nhà sản xuất bố trí một cái tay phun trên nóc máy luôn các bạn, để phục vụ cho cái rửa cái dàn trên cùng. Thì tác dụng của cái tay phun kép và cái dàn dưới cùng thì các bạn để ý là dàn dưới cùng chúng ta rửa hay rửa nồi chảo, cho nên là cái hệ thống tay phun kép này nó tạo cái độ sạch sâu đấy, và dùng nồi chảo sẽ rất là sạch sẽ. Tiếp theo chúng ta đi về cái hệ thống lọc nắp của máy, đây là loại nhựa có tích hợp cái chức năng kháng khuẩn. Chúng ta chu kỳ chúng ta khoảng là chừng 1 tháng chúng ta rửa, tùy theo cái lượng là rửa nhiều ít mà chúng ta có một cái chu kỳ để bỏ ra vệ sinh sạch sẽ cho máy gọi là sạch sẽ. Mình sẽ giới thiệu với các bạn các vị trí đổ các chất tẩy rửa cho máy này. Nhất là đây là vị trí đổ muối các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng muối chuyên dụng dành cho máy của bạn. Hiện nay trên thị trường có thương hiệu Phoenix, Anio, Somat hoặc là Choi của Nhật Bản. Các bạn dùng những thương hiệu thế đều tốt. Nhưng nhớ lưu ý giúp mình là muối chuyên dụng dành cho máy của bạn. Đây, các bạn sẽ đổ vào đây. Đấy, đổ đầy vào đây lần đầu tiên và các lần tiếp theo các bạn luôn đổ đầy. Và với lần đầu tiên các bạn lưu ý cho mình là phải đổ nước vào cho cái hốc muối này để nó hòa tan muối. Các lần tiếp theo thì không cần phải đổ nước nữa. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Tiếp theo đây là cái ngăn chứa của bóng.
thì các bạn tương tự như là một đội bóng cũng có thương hiệu của Philips, Alio, Somat, đấy là các thương hiệu rất phổ biến trên thị trường dễ mua. Thì các bạn thì mình đang dùng đây là thương hiệu Philips là dầu bọc chất hoặc còn gọi là chất trợ sáng cho máy. Thì các bạn đổ đầy vào cái nhan này giúp mình nhé, đổ đầy vào sau đó chặt và để cho máy tiêu thụ. Thì riêng dầu bóng và muối thì các bạn đổ một lần các bạn sẽ dùng nhiều lần, bao giờ máy hết tiêu thụ hết sẽ báo trên bảng điều khiển để chúng ta lúc đó sẽ đổ bổ sung. Còn đây là ngăn đựng chất tẩy rửa, thì cũng tương tự như muối và dầu bóng là trên thị trường hiện nay là có các thương hiệu như là Philips chất tẩy rửa Philips, Anio hoặc Somat hoặc Choi của Nhật Bản, dạng bột, dạng viên, dạng chất lỏng. Nhưng mà đây tôi đang dùng loại dạng viên cho tiện lợi, dạng của viên trong cái bột đây các bạn để ý đây, Anio đây. Thì như trường hợp này các bạn phải bóc cái ni lông này ra, cho một viên tẩy rửa này vào cái ngăn chứa chất tẩy rửa ở bên đây các bạn nhé, bóc chặt lại. Các bạn chú ý đây là một cái bộ phận tạo ra tia UV để dùng để diệt khuẩn, diệt vi khuẩn và nấm mốc trong máy. Tác dụng giờ rất là tốt, vừa diệt khuẩn bằng nhiệt độ cao và vừa diệt khuẩn bằng tia UV, cho nên là cái sản phẩm của chúng ta sẽ an toàn, rất an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Các bạn chú ý. Mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ qua với các bạn về cách xếp bát đĩa hiệu quả. Đây là một trong những cái hạng mục cũng rất quan trọng trong cái việc mà cái hiệu quả làm sạch và khô vật dụng của máy các bạn nhé. Đây là dưới cùng chúng ta thường xếp nồi chảo. Thì các bạn để ý là thiết kế người ta đã sản xuất thì là cái khay và cố định đĩa này rất linh hoạt, các bạn có thể ép xuống để chúng ta xếp nồi chảo cho nó được tiện lợi. Đây là ví dụ xếp vào cái khay đúng cái chiều. Ok, chú ý là chúng ta phải xếp quân khoảng làm sao theo thiết kế của cái ngăn cố định này để làm sao cho các tia nước lên để làm sạch vật dụng của mình tốt nhất. Đây ngăn dưới các bạn nhé. Ngăn trên thứ hai là chúng ta sẽ xếp bát nhỏ và đĩa nhỏ. Đây tôi đang có cái bát nhỏ thì các bạn có thể xếp như này để tăng tối đa cái công suất rửa cho máy và vẫn đảm bảo được cái sạch sẽ vật dụng. Đây, cái bộ phận này các bạn chú ý nhé, vẫn phải có khe hở chứ chúng ta tuyệt đối không được xếp tròn với nhau, cái sẽ giảm hiệu quả sạch của những cái đi trên. Còn là cốc nước các bạn chú ý, đây là cái khe, những cái thanh cố định thẳng này sẽ dùng để xếp cốc. Tiếp theo chúng ta xếp đũa. Đũa có hai cách, một là các bạn có thể xếp ở trên đây, trải ra ở trên đây, các bạn chú ý này. Đũa, riêng đũa và tiền chúng ta có hai cái vị trí có thể xếp, một là chúng ta xếp trên cùng đây, hai là sẵn có và có cái giỏ như thế này ta sẽ bị cả cái máy các bạn thấy. Trong trường hợp mà cái ngăn dưới của chúng ta, ngăn dưới cùng của chúng ta còn chỗ thì chúng ta có thể là xếp đũa và tiền và cái giỏ nữa. Nhà máy nhà thiết kế thì sản xuất đi cùng đây, các bạn để dưới đây. Sau khi chúng ta đã cho chất tẩy rửa muối dầu bóng vào đầy đủ, chúng ta sẽ đi sang chương trình vận hành máy. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành máy. Các bạn sẽ ấn và giữ nút nguồn này 3 giây, máy sẽ hiện lên màn hình để chúng ta điều khiển. Toàn bộ cái phần bên trái màn hình đây các bạn, nó là 10 chương trình. Đó, mình sẽ giới thiệu cụ thể với các bạn ít phút nữa. Sau đó, toàn bộ bên phải đây là các chức năng của máy các bạn, gồm có 10 chương trình ở bên trái và 9 chức năng ở bên phải. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể từng cái chương trình và chức năng để các bạn tham khảo nhé. Chức năng, cái chương trình đầu tiên là cái chương trình rửa tráng 15 phút các bạn nhé. Chương trình thứ hai là chương trình rửa nhanh 30 phút. Chương trình thứ ba là chương trình rửa sâu 1 giờ 25 phút. Đấy, rửa sạch sâu kém 1 giờ 25 phút. Chương trình thứ tư là chương trình tự động thường. Chương trình thứ năm đây là chương trình rửa siêu nhanh, có 14 phút thôi các bạn, nó phù hợp với cái vật dụng mà độ bẩn rất nhẹ. Chương trình rửa eco 3 giờ 27 phút. Chương trình rửa siêu tốc 50 phút. Chương trình rửa hơi 2 giờ 41 phút. Đấy, chương trình eco tiết kiệm 5,4 lít nước 2 giờ 57 phút. Chương trình rửa ly chuyên dụng 1 giờ 31 phút. Đấy, đây là 10 chương trình rửa cơ bản của máy các bạn nhé. Sang đây chúng ta sẽ sang các chức năng của máy. Đây, chúng ta, đây là chức năng rút ngắn thời gian.
chúng ta ấn vào nút này thì nó còn 1 giờ 57 phút. Đấy. Chức năng mà rửa gọi là yên lặng, yên tĩnh, silent đây là 3 giờ đến 9 phút. Đây, nếu chúng ta chọn cái chức năng mà chương trình yêu thích, nó còn 1 giờ 57 phút. Đấy các bạn. Giờ tiệt trùng. Chức năng tiệt trùng thì còn 2 giờ 28 phút. Chức năng tăng cường sấy khô còn 2 giờ 28 phút. Đấy. Đây là chức năng khóa trẻ em các bạn này. Đây là có chức năng rửa toàn máy này, chức năng rửa dàn trên này, chức năng rửa dàn dưới này. Đó. Đấy là chúng ta sẽ có 9 chức năng của máy. Bạn đấy. Còn sau cùng là chúng ta chọn chương trình rửa yêu thích này. Đó. Đấy, thì chúng ta bấm nút start khởi động là máy sẽ làm việc.